Châu Tinh chỉ chia tài sản cho con gái nuôi làng giải trí Hoa Ngữ đang lan truyền bản di chúc của vua phim hài Châu Tinh Chi ở tê uổi 61, trong đó có tên con gái nuôi. Theo báo chí Hong Kong, Trung Quốc, Châu Tinh Chỉ đã lập bản di chúc phân chia tài sản. Ngoài các thành viên trong gia đình, một số bạn bè thân thiết trong ngành giải trí của vua phim hài được thừa kế khối gia tài ước tính khoảng 7.000 tỷ đồng. Điều đặc biệt là con gái nuôi Từ Kiều cũng có tên trong danh sách này. Được biết, tài sản thừa kế cô gái nhận được có thể không phải là tiền mặt, mà có cổ phiếu của công ty. Điều này cho thấy vị trí quan trọng của Từ Kiều trong lòng Châu Tinh Chỉ. Diễn viên sinh năm 1997 từng đóng vai con trai của Châu Tinh Chỉ trong phim Siêu Khuyển Thần Thông, hay còn có tên Trường Giang số 7 vào năm 2008. Khi đó Từ Kiều mới 9 tuổi, may mắn lọt vào mắt xanh của đạo diễn, nhà sản xuất, diễn viên nổi tiếng họ Châu. Nhân vật do cô thể hiện tên Chu Tiểu Địch giữ vai trò quan trọng nhất trong phim, nên Châu Tinh Chỉ đã tìm kiếm khá lâu vẫn chưa tìm được diễn viên như ưng ý. Từ Kiều được chọn sau khi vượt qua hàng ngàn ứng viên, cô bé cũng phải thử vai nhiều lần mới được chọn. Ban đầu Từ Kiều không đồng ý cắt tóc ngắn và giả làm con trai trên phim. Tuy nhiên những người xung quanh đã thuyết phục diễn viên nhí trước cơ hội rất lớn. Vai diễn mang lại cho Từ Kiều giải diễn viên mới xuất sắc nhất tại GIIT hưởng kim tượng của Hong Kong, Trung Quốc lần thứ 28 năm 2009. Cũng từ đó, cô bước chân vào con đường diễn xuất, được Châu Tinh Chỉ ký hợp đồng độc quyền trong 8 năm. Tuy nhiên con đường thành danh của Từ Kiều không suôn sẻ. Khi tuổi 18, cô được chẩn đoán mắc một khối u lành tính nhưng phải tạm thời ngưng diễn xuất. Năm 2016, Từ Kiều sang California, Mỹ du học. Thời gian này cô lập một thương hiệu thời trang riêng, từ chối các cơ hội đóng phim. Năm 2023, ở tuổi 26 tuổi, Từ Kiều trở lại công ty của cha nuôi để tái ngộ khán giả. Nữ diễn viên hiện vẫn đang tìm kiếm vai diễn giúp mình vượt qua cái bóng của phim thời thơ ấu. Hai cha con tiếp tục hợp tác sau 15 năm cho thấy Châu Tinh Chỉ vẫn luôn thương yêu con gái nhỏ. Ngôi sao điện ảnh từng tiết lộ, ông đã để một COBE đóng giả con trai vì khuôn mặt Từ Kiều, khi ấy rất giống mình lúc nhỏ. Châu Tinh Chỉ sở hữu khối tài sản lớn sau 44 năm làm nghệ thuật, nhưng không vợ con, cô độc, ít bạn bè, tính cách lập dị và hay gặp rắc rối về tiền bạc. Ông là người đào hoa, nâng đỡ rất nhiều diễn viên nữ, có tin đồn tình cảm với nhiều người đẹp. Vua phim hài từng hẹn hò với các diễn viên Chu Nhân, Mạc Văn Úy, người đẹp Vu Văn Phượng,